Để có những lô vaccine này là sự nỗ lực của Bộ Y tế và chung tay của hệ thống tiêm chủng VNVC trong việc chấp nhận rủi ro để đặt mua vaccine này. Đây là những liều vaccine đầu tiên được nhập về Việt Nam theo hợp đồng đặt mua 30 triệu liều vaccine COVID-19. AstraZeneca là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu có điều kiện vào Việt Nam. Chuyến bay chuyển gần 118.000 liều vaccine phòng COVID-19. Đây là những hình ảnh đầu tiên về lô vaccine COVID-19 AstraZeneca về Việt Nam. Để có những lô vaccine này là sự nỗ lực của Bộ Y tế và chung tay của hệ thống tiêm chủng VNVC trong việc chấp nhận rủi ro để đặt mua vaccine này. Đây là những liều vaccine đầu tiên được nhập về Việt Nam theo hợp đồng đặt mua 30 triệu liều vaccine COVID-19. AstraZeneca là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu có điều kiện vào Việt Nam từ thời điểm 22 ngày sau khi tiêm liều đầu tiên. Các phân tích cũng cho thấy vaccine có tiềm năng giảm 2/3 nguy cơ lây truyền virus không triệu chứng.